làm cho nó đẹp đẹp chứ, làm cho đẹp nên thôi mang tí, làm mà không đẹp ta cười chết. Nhà điêu khắc võ sĩ gì đâu mà vẽ xong mà cắt cái trái bí mà cái tập trung á, tập trung nên là mình mẩy ra chừng quýu quýu chị. Họa sĩ mới vấn về đã làm thành quả được hai trái bí như thế này, rất là đẹp và dễ thương luôn. Hôm nay Nhung sẽ gói bánh tét. Lâu rồi không ăn bánh tét nên cũng thèm. Ở tiểu bang Nhung ở, cô bán chị biết á là ít có người Việt và người ta cũng không có bán sẵn ngoài chợ ha. Muốn ăn là phải tự gói tự làm, không giống như những tiểu bang lớn khác. Ở đây chỉ có bán khi là dịp lễ Tết thì kia thôi, chứ bình thường không có. Và gói bánh thì cũng rất là đơn giản và nhanh. Sau một tiếng đồng hồ thì Nhung gói được 7 đòn. Và hôm nay Nhung chọn cái nồi áp suất như thế này để luộc bánh nên rất là tiện. Cho lá chuối vào, cho bánh tét lên rồi mình... cho một lớp lá chuối nữa, cho nước sôi vào thì bấm nút luộc thôi. Thời gian luộc 7 đầu bánh tét này Nhung luộc khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì cái nồi này luộc rất là tiện cô bác anh chị. Mình chỉ bấm lên đây mình luộc thôi, rồi trong khi chờ đợi thời gian luộc chín á, thì mình sẽ đi làm những công chuyện khác. Nhung chào buổi sáng tất cả cô bác anh chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Phạm Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ nha. Hôm nay hưởng ứng phong trào trang trí lễ Halloween, bây giờ Nhung sẽ đi chợ mua trái bí nè, rồi mua bông, rồi mua này kia nọ đi về trang trí. Hai chồng sợ ma mà trang trí lễ ma. Nói chung là chỉ mua bông với lại trái pumpkin thôi, chứ cũng không dám mua mấy cái đồ kia nhìn ghê quá, không sợ lắm. Thôi bây giờ đi thôi. Hôm nay ở xóm nhà Nhung bỏ rác nè, lâu rồi Nhung cũng không đi lượm rác, để hôm tuần sau đi, nếu mà tuần sau chắc rảnh Nhung sẽ đi lượm rác một bữa, đi lượm ve chai một bữa, tại vì cũng sắp đến mùa đông nên sẽ lạnh nhiều á. Còn mát mát xuống này mình đi lượm được, chứ tới mùa đông lạnh lắm, đi ra ngoài trời lạnh chứ không nói. Phía trước này là chỗ người ta sửa điện nữa cô bác anh chị, bên tay phải ha, bên góc phải chỗ đó cái máy cần là sửa điện. Ở đây sửa điện thì người ta có một cái xe cẩu, người ta đưa cái người thợ lên trên đứng ở đó. Nhưng mà cái người thợ đứng trong cái thùng đó cô bác anh chị, cái thùng cái xe cẩu đưa lên. Cái người đó đứng trong cái thùng rất là an toàn, không có sợ té ngã ha. Vẫn là chợ quen thuộc mà Nhung thường hay đi. Đây là chợ Kroger. Hôm trước Nhung đi thì Nhung thấy ở đây bí nó sale rẻ đó cô bác anh chị. Mình có thẻ giảm giá đó. Nên hôm nay Nhung sẽ vào trong đây mua. Thì bí này nói chung là 3 đồng 99 một trái, với điều kiện mình phải có cái thẻ giảm giá. Ở đây Nhung lựa, Nhung thấy mấy cái trái này giống như nó bị cũ rồi cô bác anh chị. Cũng nhiều ha, nhưng mà Nhung thích trái có cái cuốn á. Nên là Nhung sẽ lựa những trái có cuốn để mình xách cho dễ, với lại mình về mình chưng nó cũng đẹp nữa. Có đây có nhiều trái đó nè, nhưng mà có mấy trái này cuốn nó héo quá, với lại nó không có cuốn nữa. Có những trái bên ngoài nó tươi đẹp lắm nhưng mà không có cuốn. Nhung lại thích trái có cuốn hơn, có cuốn mà Nhung lựa trái tươi tươi chút xíu nhìn cho đẹp. Đây mua hai trái bí dễ thương ghê chưa. Trái bí này cô bác anh chị, Nhung lựa cái cuốn nha. Có rất là nhiều trái tươi đẹp đều luôn mà không có cuốn, Nhung không thích. Nhung thích trái có cuốn cho đẹp. Mua trái này giống như là mua dưa hấu Tết vậy đâu cô bác anh chị. Phải lựa trái cho tròn đều đẹp ha. Rồi bỏ lên xe thôi. Xong rồi bây giờ Nhung sẽ chạy ở bên đường bên kia mua bông. Tại vì bông bên đây không có đẹp lắm cô bác anh chị. Nãy Nhung coi giống như kiểu nó tàn hết rồi, giống như nó bị héo quá. Đây phía trước đây là chợ trời, y như chợ Tết luôn cô bác anh chị ha. Giờ Nhung sẽ dẫn vô đây. Đó, đây là khu vực giống như là chợ trời đó cô bác anh chị, của người Mỹ ha, không có người Việt Nam, không có bán đồ Việt Nam trong đây, chỉ bán toàn những cái đồ chưng, nhất là những cái trái bí như thế này. Đây là cái mùa Halloween đó, nên là trái bí là tượng trưng cho những cái biểu tượng đó, nên người ta trưng bày rất là nhiều. Bên ngoài thì ta trưng bí nhiều nữa cô bác anh chị, với bông ha. Bông thì giống như bông cúc nhí nhí á, có đủ loại đủ màu luôn. Chút xíu Nhung sẽ cho cô bác anh chị mình xem dãy bên kia, còn bên đây là bí thôi. Bí thì ở đây á, mấy trái nhỏ nhỏ thì 4 đồng 99, trái lớn thì 6 đồng mấy. Nói chung là giá thì cũng tương đối không có quá mắc. Giá cũng tương đối bằng Kroger bên kia, nhưng mà tại vì Nhung có cái phiếu giảm giá đó, nên là Nhung mua bên Kroger cho nó rẻ hơn. Ở đây có mấy trái có cuốn cũng đẹp lắm nè. Cuốn này cũng còn tươi. Nếu mà trái này á, mà giá bên Kroger là Nhung sẽ mua á. Tại vì bên đây tới 6 đồng mấy, 7 đồng lận. Cũng đẹp ha. Nói chung là cũng tương đối tròn đều nè. Mua trái bí cô bác anh chị mình cũng giống như là mình mua dưa hấu Tết vậy đó. Thì mình chọn trái tươi, tròn đều và cuốn chắc khỏe thì sẽ đẹp và mình chưng được lâu á. Có một số trái giống như nó cũng méo mó nữa, nhưng mà nó rẻ hơn.
Bí này nó có nhiều loại, nhiều cỡ lắm cô bác anh chị. Có trái nhỏ nhỏ xíu xíu, có trái mấy chục sen, có trái mấy đồng cũng có nữa. Nhưng mà Nhung mua trái lớn lớn mình trưng cho đẹp á. Lần đầu tiên là Nhung đi mua bí cho trang trí lễ Halloween luôn cô bác anh chị. Hồi trước giờ là chưa từng mua luôn. Khu vực này bán rất là nhiều đồ giống như kiểu người ta tự làm đó. Và bên ngoài này là khu vực bông nè cô bác anh chị. Bông này bông cúc nhí nhí nở đẹp ghê á. Ngày Tết mà có một chậu bông này trưng là đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà có một cái là tới Tết Việt Nam mình thì những cái bông này người ta không có bán. Người ta chỉ bán những cái bông này ngay cái mùa lễ Halloween thôi. Đó cô bán chị thấy rất là đẹp ha. Ở xa xa đằng kia là người ta đang sổ bông ra y chang Tết luôn cô bán chị ha. Giống Tết Việt Nam mình giống như kiểu bông cúc bông này kia lấy nhưng ở chỗ khác đem về bán vậy đó. Bên này thì có những chậu hoa cúc màu tươi hơn và tối hơn cũng có. Đây giống như là hồng cánh sen đó cô bán chị. Mà nó chưa có nở rộ nên mình nhìn thấy chưa có đẹp lắm ha. Tại người ta đang xuống hàng nè. Bên đây cũng có màu cam cam đó nè. Nhìn đẹp ghê luôn á. Công nhận người ta trồng sao mà tốt mà tròn nha. Nó tùm nhìn đẹp ghê giống như là đây là cái giống này hay sao cô bán chị ha. Để Nhung dẫn cô bán chị mình vào bên trong khám phá khu vực ở bên trong này. Bên trong này người ta cũng bán rất là nhiều bí nhỏ nhỏ trong đây nè. Ồ ôi có trái bí thiệt là lớn luôn nè cô bán chị ơi. Bên phía trước mặt Nhung nè. Ồ có trái này dễ lớn dễ sợ luôn ha. Để chút xíu Nhung hỏi trái này thiệt hay giả. Giống như là thiệt cô bán chị Nhung gõ nó kêu bọc 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 á. Trời ơi, trái bí thì thôi luôn nè, lớn dễ sợ luôn. Bí lớn, bí nhỏ đều có hết. Giờ Nhung sẽ dẫn cô bán chị mình vào bên trong đây. Mấy trái bí này giống như trái bí rợ bên Việt Nam mình nè. Mấy trái nhỏ nhỏ thì giống ha, nhưng mà mấy trái lớn thì không phải. Nhung sẽ dẫn cô bán chị mình khám phá bên trong này nữa nè. Công nhận đủ cỡ, đủ màu hết trơn nè cô bán chị ơi. Và đây là những cái hình nợ người ta trang trí nè. Mình nhìn gì thôi chứ ban ngày không sao chứ ban đêm nhìn thấy sợ lắm. À Nhung có bắt gặp ở đây người ta bán mật ong nữa nè cô bán chị. À đây là mật ong, người ta nói để là mật ong nguyên chất của địa phương nè. Mà không biết là mật ong như thế nào. Mật ong nguyên chất địa phương đó là không biết mật ong nuôi hay sao. Nhung cũng không rành lắm về mật ong này. Nhưng mà thấy cái màu đậm quá nên cũng không biết là như thế nào. Để hôm nào Nhung mua thử một lọ về uống rồi để Nhung so sánh với mật ong ở nhà Nhung bữa mang Việt Nam qua coi. Tại vì hôm bữa Nhung bữa trước á Nhung có biết cách thử mật ong nguyên chất đó cô bán chị, mật ong không có phải ong nuôi, không có pha đường á. Thì để hôm nào Nhung mua một lọ về Nhung uống và Nhung thử so sánh coi hai cái loại mật ong như thế nào ha. Ở đây người ta có trái pumpkin người ta đã khắc sẵn rồi cô bán chị. Giống như trái này bằng gốm sứ rồi chứ không phải bằng trái cây thiệt nha. Giống như nó nặng lắm. Đây cà chua nè, củ hành rồi khoai này kia đủ thứ á. Này người ta trồng ở trong farm, trong vườn của người ta ra ta bán đó cô bác anh chị. Chứ không phải là giống như cái này, không phải những cái hàng ngoài chợ mà hàng người ta tự trồng tại nhà, tại vườn đó. Bên đây thì những cái hũ đồ hộp, đồ đóng hộp giống như là trứng rồi ớt, những cái trái này trái kia người ta ngâm giấm, ngâm chua, ngâm đường này kia đó cô bác anh chị. Và bên ngoài phía sau này nè, những cái dụng cụ, những cái đồ này giống như kiểu để mình trang trí nhà cửa những con này con kia. Và những cái hình này hình kia, cái này là giống như người ta tự làm đó cô bác anh chị. Những nghệ nhân tự làm xích đu này kia nọ nè. Ở ngoài sau này ô có nhiều bí quá nè. Ngoài sau này cũng trưng bí nhiều lắm. Và ở ngoài sau là người ta trưng bày những cái hình nộm, hình này hình kia chùa của lễ ma đó cô bác anh chị. Nhưng mà thôi nhưng không dám đi ra ngoài sau đâu sợ ma lắm. Mặc dù ban ngày nhưng mà ở ngoài sau người ta trưng những cái hình nhìn y thiệt cô bác anh chị sợ lắm. Nên là thôi chỉ đi vòng vòng thì thôi tới đi ra ngoài sau nó cũng sợ. Nó ở đây có mấy cái con này con kia nhìn y như thiệt con mắt y chang như mắt thiệt luôn vậy đó. Đó, nhiều người ta cũng mua mấy con này về trưng trong nhà cũng đẹp như làm cảnh làm kiển trước cửa nhà đó, trang trí nhà cửa cũng đẹp. Ồ xa xa nhìn cái trái bí người ta trưng lên kệ 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 nhìn giống y chang dưa hấu mình Việt Nam cô bác anh chị ha, giống y như ngày Tết luôn. Thì có trái cây và có bông đó, nhìn giống như cảnh y chang Tết Việt Nam mình nó tự nhiên thấy nhớ quê ghê luôn á. Đó, bên đây cũng có bông cúc trắng đó nè. Đó, trái pumpkin cành người ta trưng lên kệ kệ nhìn đẹp bắt mắt dễ sợ luôn. Bên ngoài thì là một cái lộ lớn như thế này à, bởi vì cái vị trí này bán hàng rất là phù hợp, rất thích hợp luôn. Ở bên ngoài là ta nhìn vào bắt mắt dễ sợ nên ai cũng muốn ghé vào đây để khám phá tìm hiểu hết. Bông thì người ta trưng cũng theo lối cho hàng nhìn đẹp quá. Nhung sẽ mua chậu bông màu vàng đi, tại Nhung thấy màu vàng nó rực rỡ đẹp hơn những cái bông màu kia giống hơi bị tối nó không đẹp á. Một chậu này là có giá 16 đồng 99 sen. À, Nhung lấy ra đây để Nhung vào bên trong tính tiền ha. Đây là trái bí thiệt nha cô bác anh chị chứ không phải là trái bí giả đâu. Công nhận lớn dễ sợ luôn, hành hàng chi nãy Nhung gõ nghe bon bon. Nhung mới hỏi cái chị bán hàng này chị nói đây là trái thiệt không phải trái giả.
Phía bên ngoài người ta cũng trưng bày những cái chậu kiển rất là đẹp luôn nè cô bác anh chị. Cũng có hình này hình kia và những cái con kiểu giống như con này con kia bằng gốm sứ này kia hoặc là bằng những thiết bằng này kia tự thiết kế tự làm á. Và bên đây là xe tải đang xuống bông xuống hoa nè, y như Tết Việt Nam luôn. Thường bên Việt Nam cô bác anh chị thấy ha, mỗi dịp Tết người ta xuống bông như thế này cái xong phải tháo bọc ni lông ra để cho bông nó nở bung ra nó đẹp á. Chứ bình thường nếu mình không có bao như thế này thì cái bông nó xòe giống như mấy cái bông chưng này nè. Nó chiếm diện tích nhiều mà nó dễ bị gãy rụng á. Chậu bông trước giữa đường là của Nhung tính tiền rồi. Bây giờ Nhung sẽ đi về thôi. Bên ngoài nhìn vô rất là đẹp cô bác anh chị ha. Bắt mắt dễ sợ luôn. Rồi xong rồi. Mua được hai trái bí với chậu bông nhìn đẹp dễ sợ luôn. Giống như y chang đi chợ Tết rồi cô bác anh chị. Vui ghê. Rồi về đến nhà rồi cô bác anh chị ơi. Bây giờ Nhung sẽ bỏ mấy trái bí xuống nhà, bỏ bông xuống để chiều Nhung đi làm về cái Nhung với anh xã sẽ điêu khắc và sẽ xử lý hai trái bí này. Sau khi đi chợ về thì cũng đến giờ vớt bánh ra luôn rồi cô bác anh chị. Bánh sau khi vớt xong thì Nhung sẽ để qua nước lạnh ha và để ráo. Sau đó Nhung sẽ quấn cái phốt ráp như thế này để bảo vệ cái lá chuối không có bị khô đó. Nhung sẽ để lại bàn thờ cúng dạy đòn, còn lại Nhung sẽ mang vào tiệm chia nhau ăn. Chia nhau ăn chứ ăn một mình biết nào hết cô bác anh chị. Với lại gói này cũng dễ cũng nhanh mà. Thôi để Nhung cho bột xách vô tiệm. Rồi chỉ cần 1 tiếng đồng hồ là có thành quả như thế này đây. Mới vừa đi làm về tới cô bác anh chị ơi. Thì sẵn có anh xã Nhung ảnh ở nhà nè, nên là Nhung nhờ ảnh phụ làm trái pumpkin cho nó đẹp với cô bác anh chị. Hai trái bí Nhung mua sáng giờ đó, để làm được cái trái bí cho cái mùa lễ Halloween như thế nào. Thì bây giờ Nhung mời cô bác anh chị mình theo dõi hai chồng Nhung làm nha. Nói chung á là hồi trước giờ ở đây 10 mấy năm chứ chưa từng làm trang trí gì cho cái lễ ma này hết. Nhưng mà năm nay thì thấy nhiều người trang trí đẹp quá nên hai chồng Nhung cũng muốn thử thử cái cảm giác mình tự mua bí về mình tự làm và mình tự trang trí cảm giác như thế nào ha. Rồi giờ mời cô bác chị mình cùng theo dõi hai chồng Nhung làm nha. Đây hôm nay có anh xã nhà nhờ anh điêu khắc giùm ông họa sĩ điêu khắc giùm cái hình của trái bí này hình Cái này là nếu là họa sĩ thì tôi sẽ vẽ tôi rồi, vẽ gì vậy, biết gì đâu là vẽ. vẽ con mắt cái miệng gì đó thấy sao trên Vậy mạng người vẽ ta con mắt. để họa sĩ định hình coi làm sao nha cô bác anh chị. Nhưng là chưa từng làm cái vụ này luôn. Cái mặt trước này nó mới đẹp. Để rửa lại mà cái này Rồi, anh cho rửa này rồi đó xem hả? nè, gì nữa xịn đất không Giỏi vậy ta. giờ cái này rồi cái ấy đi, cái này vẽ kiểu khác đi. Để coi qua sĩ vậy sao. Qua sĩ vậy sao mà căng thẳng quá vậy. Hai trái bí này nói chung mua không có đều lắm cô bác anh chị. Với lại cái màu nó cũng không có đẹp nữa. Nhưng mà Nhung thích là thích cái cuốn thôi. Bí này hả là bây giờ Cuốn này cũ này nó mềm xeo này. Nó cũ nhưng mà bây giờ anh cũng muốn cái cuốn mới cũng không có nữa. Ok. Mình mua giống Suy như bị nghĩ. trễ, người ta mua thường thường là mua đâu hồi tháng 9 là người ta đã mua rồi. Để coi họa sĩ. Tháng 9 tháng 10 gì. Họa sĩ này dữ dằn luôn nha. Nhưng đi làm hôm nay về trễ cô bác anh chị. Mùa thu á nên là mới có 7 giờ mà tối thui ngoài đường hết trơn à. Ghê vậy ta. Đó, cái chiếc cúc lông này phải ngon lành không? Cái lỗ mũi tròn đi, cái lỗ mũi con mắt khác mắt một chút. Rồi đã làm cái mũi đó chọn mũi này cũng mắt này hơi nhỏ rồi đó. Mắt cho nó bự đi, mắt bự đi, cái miệng này sao đây, Miệng vảnh ngược lên thôi, khỏi răng. có thấy có răng mới đẹp. Răng mới đẹp ha. Giờ móc cái ruột ra của bác anh chị, cái ruột ở dưới đít này nè. Dạ anh đang cắt móc ra. Hộp vô hộp bí nè. Cái hộp của cái hay trang thì chỗ Đây này là là hộp cũng bí, là lon cũng bí là dòng họ có bí này gì cái bí đỏ. lát em cho anh coi cái trái bí mà sáng em đi xuống dưới đi chỗ mua này nè. Trái bí đó chắc khoảng chừng 50 kg 60 kg á. Mà em hỏi cái người bán là trái bí thiệt hay bí giả, bà nói bí thiệt. Cái này hả? Dạ. Trong khi anh xã anh cắt cái trái kia thì Nhung sẽ móc ruột của trái này ra. Móc cho sạch cái ruột bên trong của cô bác anh chị cho nó
đừng có bị hư bị hôi á. Nè em cắt cái lỗ nhỏ nhỏ này nè, nó có sợi sợi gì nè, như cái ruột giống như cái em chỉ biết rợ mình luôn. Mình như thế, nhưng mà cái này khơ nó nhiều hơn. Anh xã anh cắt mà nó nói nghiến răng luôn. Cắt mà nghiến răng mới chịu. Mày mòn răng chứ. Cô bác anh chị thấy nhà điêu khắc võ sĩ gì đâu mà vẽ xong mà cắt cái trái bí mà. Cắt cắt mà cái tập trung á. Tập trung nên là mình mẩy. Quíu quíu á chị. Đó, ảnh cắt bên kia nhưng sẽ móc ruột trái bên đây. Cái ruột này á là này, cái hộp bí nè. Không hốt cái này xuống xuống luôn. Để cái này chẳng bèm luôn. Ok, để hốt xuống đây. Phan phan đứng. Dào xong phải không? Dạ, cái dao bên kia thôi. Chống chỗ lên hơi nhưng mình dướng cái tay. Lần nào đạn chuyện này, Lucifer. Bên này thì anh xã anh khoét được hai con mắt rồi các bác anh chị. Nhanh ghê ha. Nói chung là cũng hơi cực khổ chứ. Hộp bí này có hộp thì thôi bự bự rồi nè. Dễ sợ luôn. Anh xã anh làm con mắt cũng đẹp quá chứ, con mắt cong cong như đẹp ra nè. Lần đầu tiên hai chồng làm cái vụ này nên nó hơi lu su bu chút xíu. Mà anh xã anh cũng nói chung là anh cũng làm hai con mắt cũng đều cũng đẹp. Hả? Có cặp mắt thẩm mỹ. Ồ ghê vậy ta, khen tự khen có mắt thẩm mỹ luôn rồi. Lần đầu tiên thử tự tưởng tượng, tự nghĩ và tự vẽ ra. Bên đây nhung móc cái trái bí này nó có hộp nó cũng gần xong hết à. Cái bí này ngoài chợ người ta cũng có bán luôn, cô bán chị người ta cũng làm sẵn ở trên bán, mà tại mình muốn mua về mình làm cho biết á, chứ còn ngoài chợ người ta cũng có bán, cũng mười mấy đồng trái luôn, 20 đồng cũng có, nó tùy theo trái lớn cái nhỏ. Cho cô bán anh chị mình coi bên trong cái bí nè, đó nhung móc ruột sạch sẽ ở trên, trong đây trống lỏng luôn nè ha. Giờ thì đợi anh xã anh làm cái trái bên đây xong, canh qua anh làm trái bên đây nữa là xong rồi. Nói chung khoét cái này đơn thì giản mà có khoét đâu mà biết khoét. Nói không yeah. Cực ha. Ê, giống như kiểu đâu có gì đâu mà cực, còn điều con cái mình làm hơi tỉ mỉ xíu thôi, hơi kỹ chút để nó phạm. Anh xã nhung anh kỹ lắm. Để, anh làm anh không làm thôi, anh làm phải cho đẹp mà ấy nữa nhíu miệng đồ lại nữa. Cái lỗ mũi tròn vo dễ thương ghê chưa. Ồ đẹp ghê chưa, con mắt nạo nạo con mắt cho nó đẹp đẹp nữa. Có nạo bên trong thịt bớt dẹp mỏng ra. Nhanh mỏng như thế lại cho nó theo ý đẹp. Đâu có, em đâu ngoài em nhìn đâu, người ta mở đèn lên á, để trong cái đèn nó dọ ra thôi, là chỉ lấy cái xếp ở ngoài thôi, lấy cái dán ở ngoài thôi chứ không có làm ở trong. Nhưng mà ấy nói gì ta nhìn ra ngoài nhìn nó đẹp hơn. Ngoài này ta đâu có thấy đâu. Thì chủ yếu chứ. Nói này chung là cũng đẹp rồi. Rồi quay trở lại nhiệm vụ móc cái ruột của trái này. Cái này móc chưa xong đúng không các anh chị ạ? Cái này mới là khó nè. Cái răng ha, cái miệng hả? Ừ. Cái này nó cũng sơ dữ nè. Cái nào cũng sơ. Nè, mình lấy ra nó từng sơ sơ như này các anh chị. Mình nạo cái thịt nó ra. Kệ làm cho biết, hồi nào vợ anh Mỹ mười mấy năm mà chưa có từng làm cái này, thấy người ta trưng bày này kia họ thôi. Chứ lại hai chồng á, ai cũng sợ ma hết trơn á, nên là không có mua mấy cái giống như hình người xương này kia nọ đó, hình ma, hình xương người này, xương cốt này kia, đầu lâu đó, không có dám mua, tại vì tự nhiên mình ra mình nhìn thấy sợ. Ở mấy cái nhà ở xóm nhà Nhung á, người ta treo mấy cái đó ở trước cái cây, trước sân nhà của mỗi người có một cái cây lớn lớn á, cái người ta treo lòng thòng đó, giống như mấy cái áo này đi, hình này kia với mấy con chim con quạ này kia nhìn ghê đó. Nhưng mà hai chồng Nhung thì không dám treo, tối mà ra con thấy gió phơ phơ trắng tinh thì ớn.
Sợ chết luôn. Hai chồng sợ ma mà đi làm. Đi làm mấy cái này cho lễ ma nè. Kể làm chơi cho biết. Xã vẫn đang miệt mài để làm cái miệng, cái răng của nó. Mà không biết cái làm sao đây, để coi coi. Cái bí này là nó đẹp, là đẹp con mắt với cái mũi á, nó tròn đẹp, mà còn cái miệng thì tại ảnh chưa có khoét thành hình đó nên mình thấy chưa có đẹp. Đó, nó đẹp ghê chưa, có răng này, cỏ này kia nữa. À, đi đường vòng cho nó bo tròn nó đẹp rồi. Nhìn lạ ghê. Nhìn cái trái bí này nhìn lạ lạ. Cái trái bí này á, là Nhung mua trong Kroger. À, nếu mà cô bán chị mình có cái thẻ Plus Card thì mình mua là chỉ có 3 đồng chín chín thôi. Còn nếu mà bình thường là 6 đồng một trái. Nếu mà mình không có thẻ, không có thẻ thành viên của Kroger thì mình mua là 6 đồng một trái. Đúng không? Đó, thấy không? Sau khi làm thành phẩm xong nó sẽ sáng vậy đó cô bán chị. Mình thấy cái đèn trong vậy. Thấy đẹp ghê chưa? Đó, mình có thể để đàn cày hoặc là mình để đàn điện. Đàn cày, đàn điện gì đều được hết. Mình có thể... Rồi. Anh xã anh thấy chưa có tròn đều lắm nên anh muốn làm cho nó tròn đều đẹp. Nhưng hình dung thấy đẹp rồi nhưng mà anh muốn cho nó mấy góc cạnh này kia cho nó láng. Nên anh chỉnh lại chút xíu rồi Nhung sẽ lau chùi móc cái ruột bên đó, trái đó một lại một lần nữa cho thiệt mình sạch. Cạo cho sạch bắn đi. Rồi anh sẽ được. Làm cái trái thế này. Đó, bây giờ cho anh trái này đây. Đưa cái này qua cho em. Làm chuyện gãy cái lỗ mũi, gãy cái răng hết rồi luôn à. Công trình cái răng hết. Ăn tiền cái răng thôi. Anh cắt trái bên kia Nhung thì Nhung sẽ móc ruột cái trái này cho thiệt sạch một chút. Nó móc ruột ghê quá hả. Làm cái này cho sạch sạch cái ruột nó trong một chút. Đó, anh xã thì đang nghiên cứu cắt trái bên kia. Cái này ảnh nó phải cẩn thận hai cái răng để nó thay ruộng răng hết. Đẹp nhất là hai cái răng. Lấy cái muỗng ăn cơm nè, ới muỗng ăn cái muỗng canh nè, mình nạo dễ. Tại vì mình thò cái tay trong đây, lòn cái tay trong đây mình nạo dễ hơn. Còn cái muỗng kia nó lớn quá. À, mấy năm trước Nhung cũng đem cái hộp này, cô bán chị đem cái hộp trái bí này nè, đem về Việt Nam cho ba Nhung trồng á, trồng cho lên cho đẹp chơi á, để tới lễ này làm cho đẹp á, nhưng mà không biết sao trồng không lên. Về ba cũng gieo cũng trồng cũng tưới nước này kia nọ nhưng mà không thấy lên. Cái hộp này là nhiều khi mình hỏi mua giống đâu, mình lấy cái hộp này mà. Cái hộp này chắc nghĩ là nếu mà năm sau á, lần sau mà Nhung có về á là Nhung sẽ đem cái hộp giống của cái trái này nè. Mình nghĩ chắc hộp giống này sẽ mạnh lên mầm hơn, còn cái hộp này kiểu giống như nó chưa có già lắm. Chưa có già lắm á, mình hai mình sẽ mình gieo nó không lên á. Nên là để lần sau Nhung đem về bánh Nhung trồng thử. Nói chung là nạo sạch bon luôn đó. Nạo sạch thì nó không có mấy cái này, nó không có ra. Cái là nạo sạch này nó không có bị hôi của bác chị, nếu mình nạo không sạch á, không kỹ á. Cái này giống như mấy nó bị chai trong ruột nó màu hư chứ. Nó hư cái nó hôi. Cái ruột nó hư. Bốc mùi á. Không thở nghiên cứu méo miệng méo mồm chứ. Làm cho nó đẹp đẹp chứ. Làm cho đẹp nên thôi, mang tiếng làm mà không đẹp ta cười chết. Cười thì cũng không ai dám cười mình đâu. Xong rồi. Giờ ôm nó. Rút cái ruột ra. Qua tay nghệ nhân này cái đẹp liền phải không? Cái lỗ mũi cũng đẹp. Làm gì mà cắt có mấy trái bí mà sao méo miệng méo mồm chứ. Méo miệng mồm chứ. Gồng mà. Gồng. Anh xá, anh là anh mang một lượt hai cái kiến kìa. Ảnh có hai cái kiến, là một kiến nhìn xa, cái nhìn gần. Cận đâu mà cận, cái này là lão. Mà. Lão lão làng á. Anh bị đi, anh bị lão làng. Tuổi này mà còn cận nữa thôi rồi luôn rồi. Tính chuyện luôn rồi. Anh giờ anh mang lượt hai ba cái kiến mắc mệt luôn chưa? Lúc nào cũng đeo hai cái kiến gì đó, anh cái nhìn gần cái nhìn xa, đọc chữ đọc này kia. Con mắt yếu lắm rồi. Giờ còn trái cuối cùng. Cái này là chỉ ém sơ sơ nó lại thôi. Vậy cũng xong rồi.
mình muốn làm cho nó đều với tròn. Kỹ lắm. Làm xong rồi mà còn phải tém vét lại cho nó đẹp. Để cho nó đều với nhìn cho nó lịch sự chút xíu. Mình cũng muốn đẹp mà. Mình muốn đẹp, trái bí cũng đẹp, ma cũng muốn đẹp nữa. Làm xong rồi mà anh xã cũng chưa hài lòng nữa cô bác anh chị. Anh thấy giống như kiểu nó còn thế này thế kia, anh muốn cho nó hoàn chỉnh chút xíu. Cái đó sạch rồi phải không? Sạch rồi. Nó có cái chế này ra trong buộc nó còn chỉnh kỹ cái cuốn đó, cái cuốn này nó mềm. Kéo mềm. Đó, đây là thành phẩm hai trái bí. Anh xã anh thử cái đèn, thử cái trái này cho cô bác anh chị anh coi nè. Phải không? Thấy đẹp. Đó, đẹp ghê chưa? Rồi cô bác anh chị ơi, đây là thành quả của hai chồng Nhung mới vừa làm xong. Đó, anh xã giới thiệu thiết kế của anh xã họa sĩ mới mướn về đã làm thành quả được hai trái bí như thế này, rất là đẹp và dễ thương luôn á. Đây là thành quả hồi sáng giờ Nhung đi chợ mua nè cô bác anh chị. Về thì anh xã anh cũng đi làm gì xong, anh cũng phụ làm, cũng không có điều, không có đẹp lắm nhưng mà cũng tương đối cũng dễ nhìn. Đó, thì đây là cái món quà mà lễ Halloween sắp tới này hai chồng Nhung sẽ trưng bày thêm cái bụi bông hồi sáng Nhung mua nữa. Đó, rất là dễ thương, rất là đẹp luôn. Bây giờ có cái lỗ đít ra, có cái lỗ sẵn như thế này, mình chỉ cần bỏ cái đèn cầy vô đây hoặc là đèn điện lên thì sẽ phát sáng ban đêm, rất là đẹp luôn, giống như nãy giờ anh xã cũng cho cô anh chị mình xem đó. Đó. Đó, đẹp ghê chưa? Đó. Chắc lạ liền ha. Đó nhìn nè, ban đêm hết tắt đèn hết nhìn rất là đẹp. Cái này tôi nhìn tôi giống trái hộp kình rồi đó. Anh xã anh làm đi. Nói chung là lần đầu tiên làm cái trái này cô bác anh chị nên là hai chồng có đẹp lắm. Hai chồng làm như thế này cũng nói chung là nó không có điều, không có đẹp lắm nhưng mà cũng nhìn cũng ok. Đó, đây là thành quả ha. Thì thôi đến đây Nhung cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Chúc tất cả cô bác anh chị mình xem video vui vẻ nha. Nếu mà yêu mến hai chồng Nhung thì vui lòng cho Nhung xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ hai chồng Nhung và nhấn luôn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video mới. Giờ thì Nhung xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị em mình ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.